KDH gì? KHG. KHG 5.9 ôm 2 tháng xin được bảo giá. Nghe có vẻ ngon đấy. Vẫn giữ che anh ạ. Anh mua ở cái vùng vùng này đúng không? Vùng lên quanh vùng này. Hay vùng này nhỉ? Vẫn 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 giữ được, vẫn giữ được. Anh mua ở vùng giá thuận lợi vậy thì khả năng là bao nhiêu phần trăm đây? 17% rồi, ủi vẫn tiếp tục nắm giữ. Đó, vẫn tiếp tục nắm giữ đó. Đấy. Em còn đang kỳ vọng nó còn vượt cái mây này nó lên trên vùng giá 8.3. Đang kỳ vọng RSI cũng chưa phải lên lên trên vùng quá mua đâu, vẫn đang loanh quanh ở vùng 61. Không tháng thì cũng đang cái này chưa đủ dữ liệu. Em cổ phiếu này nhá. Đợt trước thì em có xem thì phải. Khải Hoàn luôn. Nhìn trực quan chúng ta nhìn thì trực quan chúng ta thấy là gì ạ? Dữ liệu nó cũng chưa đầy đủ lắm. 19 này. Chỉ số này. Thời gian đâu ngồi đọc báo cáo tài chính từ năm 2019 quý vị. Xem luôn cái này cho nó nhanh. Tăng trưởng doanh thu này cũng đều phết đấy quý vị. Biên lợi nhuận cũng giảm. Dương vãi thần trưởng luôn. Tỷ suất sinh lời 439 40. Kinh. Hiệu quả sử dụng vốn toàn là ổn cao, vùng cao à, thuộc vùng cao. Vốn đầu tư chủ yếu có tăng tăng mạnh. Gì đây? Nợ 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 có 5 nợ có 15% của giữ đi anh, giữ trung hạn luôn, dài hạn luôn. Anh à, thì trung hạn thôi, dài hạn thì chẳng nghe nào, dài hạn đúng lại tiếp một tập. À, nói chung là chơi được. Mã này nếu mà để em nói là penny thì ngon anh. Ngon. Giữ được. Đấy chơi được, giữ thoải mái đi anh. Tè 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 đây anh. Tè 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 này, lúc nào hơi gãy chen thì bạn. Gãy chen này bạn. Đây gãy gãy chen trung hạn luôn đấy quý vị nhá, gãy chen trung hạn thì bạn. Thường thường những cổ phiếu mà cái nợ mà nó nhỏ ấy, thì cái dự phóng tăng trưởng lợi nhuận của nó sẽ tăng lên. Bởi vì xã hội nó luôn luôn tăng này, đúng không? Mà bố trẻ có nợ gì thì bố có ưu thế hơn. Nó 15% ăn thôi gì, đúng không? Nhưng ông còn nợ 6-70% vẫn là sống sót. Như vậy là dự phóng tăng trưởng của lợi nhuận bình thường nhá. Mã này nếu mà để nói là có thể là gì, nó gì đây? Khải Hoàn đúng không? Liên quan đến bất động sản đúng không? À, liên quan đến bất động sản. Nhưng mà công ty nào đây chỉ là môi giới ấy. Nó chỉ là môi giới thôi. Đó. Bọn này đấy, mấy công ty này chỉ là làm môi giới thôi nhiều thôi. Thì có nghĩa là công ty này chủ yếu là để môi giới thôi. Không đặt cát nhiều. Thế thì doanh thu, xem doanh thu của nó. Doanh thu môi giới là thì một cái tài sản này nhiều khi cũng không 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 quan trọng lắm. Doanh thu của nó đều đặn như thế này là ổn đấy quý vị. Đừng có doanh thu là cái lợi nhuận này có. Là môi giới đâm ra là cái tỷ suất lợi nhuận nó cao vút một tắp luôn. Chưa được. À, chưa được. Được, được, được. Vốn tăng lên dần thì có khả năng là nâng vốn lên này. Nợ ít chơi được quý chị nha, thử thử xem cái thử xem là đánh dài được không, à, đánh dài được không, 14 âm 20 20
82. Có mấy ai mà đọc báo cáo tài chính không quý vị? Tôi làm cái công cụ này cho nó nhanh. Đọc xong báo cáo tài chính thì nó bị tổ hỏa nhập ma mất rồi. Đâu rồi? Đấy. Nếu đọc xong bài chỉ đọc xong báo cáo tài chính mà đi đầu tư chứng khoán thì mấy ông kế toán trưởng ông giàu giàu nhất sàn đúng không? Năm 82. Úi da. À, cũng hơi được là không được đầu tư không 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 tức là bây giờ là đầu cơ thôi à, đầu cơ thôi đầu cơ thôi à, nhưng mà đầu cơ à, như vậy là đầu cơ thôi tức là cứ cầm thôi gãy chen là bán thôi xác định là không đầu tư vào doanh nghiệp à, xác định là ông là nên chỉ đi môi giới thôi mà có cái quái gì đâu à, thì bây giờ gãy chen để bán nhá là cái chen của nó là cái quyết định xác định chen ấy nhiều khi quyết định chen ấy là phải xác định cái gì ạ xác định cái đường đường chen này là cái đường chen mà nó ít nhất phải từ ba cái đỉnh nhá ba cái đáy nhá đó thứ ba cái đáy nhiều bạc có hai cái đáy này không ăn thua định gãy chen để bán gãy chen để bán đúng không và cái và cái hai nữa là nó đừng có dốc cao quá giờ chen của nó cứ tăng thẳng tưng như thế này đi chen gì đúng không đây được gọi là dốc chứ không phải chen từ chen nó đâu đấy nó phải cái khoảng cách này này cái khoảng cách từ cái chen này đến đây này nó loanh quanh nó đâu đấy khoảng 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 cái đoạn này này nó đâu đấy khoảng độ 30 độ thôi à, cái độ của nó chỉ 30 độ thôi đúng không? Chứ không phải là cứ nối ba cái đỉnh ba cái đáy vào nó cứ dựng đứng như thế này không phải chen nhá đây là không phải chen mà chen của nó là cái góc một đi ngang này góc nó từ tầm khoảng dưới 30 độ thôi em có chị nhá ok gãy chen thì bán cầm nói chung là doanh nghiệp môi giới thì nó chả có cái gì đâu doanh thu thì vừa xóa bỏ cái gì nhỉ ở xóa bỏ mây cũng vậy thôi đấy thì quý chị có thể là cầm tiếp tục cầm giữ nhé Osake ACB cái gì AOB ACB sao anh? ACB thì vẫn đang tích nền vẫn tham gia gia tăng cái gì trong VIP thì cũng đã mua ACB rồi. À, thì đâu là ACB đâu nhỉ? Hôm qua có phán ACB ngân hàng đây.